Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và các hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh là cán bộ đoàn vượt khó, hiếu học năm học 2020-2021. Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng với tổng kinh phí là 100 triệu đồng cho các em học sinh là cán bộ đoàn đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mang lại cho các em học sinh một cái Tết Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh phúc, phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần chăm lo, động viên giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.